Rồi bạn, chúng bây giờ mình sẽ dạy các bạn để vẽ một cái trục như vậy ha. Đấy, cái trục này đó, thì nó có 5 mặt ha. Rồi, thì mình sẽ giải thích một số cái hiệu trình màu vẽ nha. Thì ở đây này. Ở đây là đây trên hình này nè, là nó có vuông sai hay là sai lệch độ vuông góc của cái bề mặt á mà nó đang chỉ vô á, so với bề mặt ABC này, là bề mặt A này, đấy, bề mặt B này, bề mặt C này, là 0,01 mm ha. Tương tự như vậy đây này, để là dùng sao hay là sai lệch độ đồng tâm của cái mặt này này so với cái mặt ABC là 0,01 mm ha. Đấy. Rồi tiếp theo là đây, là đây số cái hiệu độ nhám đây này, nhám bề mặt này, đây là RA này, còn cái RZ á, thì nó sẽ ghi ra đây mình là RZ này. Còn lại tất cả các mặt còn lại ha. Đấy. Ở đây á, thì nó có A này, nó là cái mặt cắt nè, mặt cắt nó cắt ra cái hình này, nó cắt cái đường này. Đó. Cắt này xuống ra cái thang này ha, thang ra đường này, hình này. Tương tự cái mặt cắt BB cũng như vậy, nó cắt này xuống này. Chiếu nó ra ra cái hình này. Đó. Rồi ở đây còn có cái người ta khoan lộ định vị ha, để gắn cái chốt định vị á, gắn chốt định vị được để tiện á, để cái chốt định vị mà cái chốt không ché, cái chốt mà không gì không thay đổi vị trí á, thì nó ràng buộc được ba mặt tự do. Còn cái chốt định vị mà nó thay đổi vị trí á, thì nó ràng buộc hai mặt tự do ha. Thì các bạn nhớ để sau này làm đồ án ha. Rồi rồi bắt đầu vẽ hình này ha, vẽ lên này, xóa này đi. Thì hình này vẽ nhanh thôi ha, đây dùng lệnh vẽ tứ giác á, vẽ rất là nhanh. Còn vẽ cho mình này, này dài là 24 này và rộng là 35 này, phi 35 này, đấy như trục 45 RC này, trọng điểm này, này đây là nhập 24 này, rồi đây nhập 35 này. Enter. Đây DLI này. Đây đây là 24 này ha. Đây. Rồi đợi mình tí ha. Mình chỉnh cái này ra. Rồi. Đây mình không rồi. Đấy, 24 35 này. Rồi bài tiếp mình này. Cái này là đây. Cái này là nó cho 45 mà nó cho này là mình cộng hết bốn cái này nè, rồi lấy này trừ ra là ra cái này là chiều dài của cái này coi, cộng là 2 90 này, 90 192 này, 192 320 này, hết 192 220 này, để cái này là 15 ha, này 15 15 45 rồi sơ nhập 15 45 rồi ok, bạn cứ nhập ra thì đó thì tí mình chỉ cách gắn lại ha. Đây là 66 43 à, 66 này 37 này rồi sơ này, sau chọn rồi sơ chọn điểm này này 66 37 ha, 37 này đấy, rồi tiếp tục 28 35 chọn điểm đây này 28 35 đó, tiếp tục 102 32 này RC tới chọn một điểm này 1 là 2 tab 32 này đấy, rồi cái này á nhắn OK này, tiếp cái này đi ok này.
À, rồi giờ thì các bạn chỉ cần di chuyển nó gắn lại với nhau ha, chung lệnh M Enter mô chọn này, này Enter này, chọn lại gắn vào này này đấy, thì đây này, đây là 45 đúng không, đây nè 45 nè, DIL này, DIL ha 45, thì cái này là 35 rồi, thì dư ra mỗi bên sẽ là 10 ha. Đây mình đo này. Đó, không? Đây là 35 này, 45 này, 10 đó, dư 10 thì mỗi bên sẽ là 5 này. Rồi tương tự cái này, M tới. Di chuyển gắn nó lại ha. Kéo vô đây. Đó, rất là nhanh. Đó này. Đặt qua đây này, tiếp tục gõ enter, kéo đây dẫn qua đây đó là ra được cái trục này rồi đó. Đấy, là xong cái trục này rồi. Cái này thì cho bạn chỉ cần ký cái hình thì nó có đơn giản, nhưng mà bạn chỉ cần ký hiệu đấy nha, ký hiệu nó nhiều rồi đấy rồi ha. Đây mình sẽ đo ha, đây là đây này, từ đây tới đây này, đây là 235 đúng không, đây là 235 này không đấy. Rồi mình sẽ chỉnh ở đây, tại mình chưa chỉnh kích thước nên để nó nhỏ này, mình cho cái này lên nó đây, cho này lên nó to ra để bạn nhìn thấy số to ra là rồi phải lên trên đây nè, cho nó cao lên ha, đấy à, số nó to ra rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là vẽ xong hình rồi, thế nhưng các bạn vẽ cái này nè, cái chốt chuẩn bị này ha, đấy thì đây là người ta không có cho cái cạnh vát nè, để đây các bạn tự vát cũng được không sao. Đó, cho 445 độ được không, a này rồi xếp a này, xếp a enter này, a enter này, 4 enter này, 45 độ enter này, chọn này, chọn này, chọn bằng lần nữa, chọn này, chọn này enter này ha, xếp a này, a enter này, 4 độ enter. À cái này là kích thước này nè, đấy à, quá đây đấy rồi nè, kéo này ra đây đó, là 235 lại ha, rồi quá xong rồi đó, rồi áp sát này vô nè, rồi anh tương lai bắt này này đấy, lên trên bắt ha, dạ này xong cái bác này, tiếp theo hướng dẫn vẽ này nè, cái chốt nhìn mình nè à, chốt xe xuyên tâm á, mũi chống tâm đây á ha, đây là 36 độ đúng không, đây sẽ là đường tâm của nó, đường tâm của cái chốt này nè, đấy chỉnh đầu tiên ha, nét tâm nha, à, bây giờ mình lấy cái này nè, làm layer này, đấy, chuyển cái này nè, nét tâm, rồi ha, cái bạn dễ nhìn hơn, rồi, để bẻ cái này nè, xong rồi đúng không? Thì các bạn làm theo mình này, từ đấy tại vì người ta đo thước, người ta chỉ cần các bạn vẽ sao á, góc này nè,
nó đúng 60 độ cho người ta là được rồi ha. Rồi đây nè, đây vẽ L trên nè, bắt lên lên cho 2 nè, Enter ha. Rồi đây nè, chọn góc cho người ta ha. Đây nhập 10 này, đây là 150 này, Enter này. Đó. Thì tại sao là 150? Đây thì mình sẽ giải thích cho này. Ở đây nè, người ta đây là 360 đúng không? Thì một nửa của nó sẽ là, đây sẽ là 30, 30 độ đúng không? Mà cái này này là một nửa, này là 180 độ. Thì ở đây nó là 30 độ rồi, thì các bạn lấy 180, các bạn trừ đi cho 30 này, là cái góc này thì vẽ từ đây qua đây nè là 150 độ ha. Đấy. Đây mình sẽ đo này, góc này nó là 30 độ nè. Đấy, thấy không? 30 độ ha. Đấy. 30 độ thì hai bên sẽ là 60. Đấy. Đấy, 30 ha. Rồi xóa này đi. Rồi theo mình tới sớm cái này qua. Sớm này qua ha. Đấy, nó ha, đấy. Là xong cái góc này là 60 độ này. Đấy. Ok ha. Rồi chim bỏ đi nè. Rồi chim bỏ đi nè. Đấy. Thì cái này người ta cho nhỏ nha, cái này mình cho phần cắt nó hơi lớn tại vì người ta cho kích thước, các bạn có thể cho điều chỉnh kích thước tùy ý mà không sao ha. Tại một ha, xóa này đi ha, xóa này đi, tan này, tan này, đấy rồi trim trim bỏ hàng đi ha. Đấy là góc này vẫn là 60 độ ha. Đó đây 60 độ ha. Rồi vẽ như này, lên cho này cho 4 thôi. Đấy. Với xuống đây nè. Lên cho nè. 4 này. Rồi nối lên đây nè. Rồi 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 chỉ bắn ở đây nè. Đấy. Là ra cái hình này rồi. Đấy, ok ha. Kéo tâm này ra nè, đấy, là được cái tâm này rồi ha, đấy, được cái tâm này rồi, đấy, là được cái nguyên bộ trong tâm nữa ha, rồi, tiếp theo phải đối xứng nó qua đây, ở đây này 235 đó, là anh chơi nè, thì hãy lấy 235 kg ra ha, là 117,5 ha. 17,5 ha. Đây. Lên đây này. Về đây một đường line 117. 117,5 nè. Hồi chơi. Để đường line như này nè đó. Rồi. Sau đó các bạn đối xứng ngay sang này, mở enter này. Chọn ở đây nè. Đây. Chọn đây nè. Rồi. Enter này. Để xứng qua đây ha. Đó. No. Đó. Ok ha. À, được. Giờ chúng ta xử lý xong cái hai mũi trong tâm này ha. Đấy. Rồi xóa này đi nè. Xóa này đi ha. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Để vẽ cái mặt cắt này á, thì các bạn chú ý đi. Apply á. Đây. Đây dùng vào raw này. Màu ron đây line đây, nhầm đây này, về đây
bỏ 8 ra ha. Đấy. Đó, thì tới ha. Rồi trình lại cho nó đẹp đẹp tí ha. Đó. Ở trim bỏ bằng đây này. Trim bỏ bằng đây nha. Trim xóa đây này. Đấy. Là được như này. Rồi sau đó các bạn đánh mặt cắt vô. Rồi đánh để đánh mặt cắt thì bạn gõ H Enter này. Để đánh H đấy. H Enter này. Chọn vào đây này. Set Origin này. Chứ đây đó chứ đó trình lại này nè, tăng này lên ha cho nó khoảng cách nó to ra đấy. À đấy rồi là đánh đánh xong mặt cắt đó rồi ghi kích thước thì các bạn tự ghi ha, đây là 60 độ đấy. Sao giờ đi vẽ cái này nè, cái rãnh thang này à. Rồi vẽ cái này trước ha, 65 này là vô 65 đâu, cái là này rộng 8 này ha. Đấy. Rồi L Enter này. Ừ, bạn vui là offset á, 80 offset ra mỗi bên là 4 nè, 4 nè, 4 nè, đấy. Chim bỏ này đi ha. Rồi nè, cái này ai này xóa đi nè. Rồi kéo vô đây. Tiếp theo thì các bạn ở này cái này ra ngoài đây ha. Chuyển item này. Rồi, kéo ra. Đẩy ra ha. Rồi. Tiếp theo thì đây vô là 65 này thì cái đoạn này làm nhiều 102 đúng không, thì lấy sau lấy 102 trừ 65 ra là 37 ha, 102 trừ 65 còn 37 ha. Đấy. Thì 37 này các bạn đẩy đây nè, add enter này, kéo này xuống nhập 37 vô ha, cái này tương tự như vậy ha, 37 đó. Rồi đây về cho mình một bắt lệnh like lên đây này đó, rồi để C Enter này vẽ một cái đường tròn nối đây này đó. Rồi xong các bạn trim đi thôi, trim này đi ha. Này là nét tâm này. Chuyển thành hình nét tâm ha. À, này thành điện chuyển thành nét liền đó. À, thì cái rãnh này rồi ha. Rồi các bạn chim mở những cái thang này đi nè. Này xóa đi,
Đấy. Cái này là em cho do cho này kích thước nó to ra này. Này đưa vô trong nó này chỉnh lại cũng được ha. Đưa cho đúng góc 60 độ rồi. Rồi vậy thì cái rãnh này rồi ha. Rồi. Tiếp theo là cái rãnh này nè. Rãnh chỗ này nè. Bung ba ha. Bung ba mã này là 66 ha. Thì đây 66 trừ 43 ra thì là 23 ha. Đó, lấy 66 rồi 43 là còn 23. Thì các bạn lấy 23 các bạn chia đôi ra 23 rồi chia đôi ra là 11,5 ha. Vẽ lên tên này. Đó ra này. 11,5. Rồi. Đó. Rồi lấy cái thì cái tâm này nè. Vẽ này lên 4 này. Xuống hay là 8 này. Đấy. Rồi offset cái này nè. Offset cái này ra là 43 này. Đấy. Rồi. Sau đó các bạn dùng lệnh like nối lại ha. Rồi. Rồi được cái này rồi này. 43 này. Đây là lợi đo các bạn xem này. 43 rồi các bạn vẽ đi tròn nối đây này. Bắt từ đây nối lên đây. Này tương tự như vậy ha. Rồi sau đó rồi trim đi này. Trim đi. Đó. Cái đường này là đường tâm của nó này, kéo lên. Rồi, chuyển nó thành nét tâm đúng không? Kéo ra tí cho bạn nha. Đấy. Canh lại chỗ đẹp ha. Xong rồi. Tiếp theo là bạn ở dưới này vẽ hình cắt cái này này, hình cắt rãnh ra rãnh thang thì mình vẽ một hình bên đây ha, hình bên đây tương tự các bạn vẽ tương tự ha. Rồi. Center nè, đây làm nhiêu cái bạc này là AA này, AA là người ta cắt ra từ đây này, là đây này là có cái đường kính của nó là đây phi 37 này. À. Rồi vẽ cho mình một tròn phi 37 này, 37 Enter này. Rồi từ đây vẽ trung tâm ha. Rồi từ đây ra là 32 nè, từ đây là rãnh này là 32, thì ở đây 37, đây 32 à, thì đây là 5 nè, rãnh nó sâu 5 ha, rãnh thang chiều sâu nó 5 ha. Rồi bằng tạm thời xóa đi mà đấy nè. Rồi tôi là nè. Vẽ cái đây ra nè. 32 này. Đấy là được cái này. Rồi. Thẳng này 4 nè. Kéo ra đây. Tương tự bên dưới này nè. 4 nè. Kéo ra đây. Trim bỏ này đi ha. Đó. Rồi tiếp theo mình sẽ cho các bạn cách giữ kích thước cho các bạn vẽ này ha, mà khác thôi nè. Rồi chuyển qua đây. Đây là bạn vẽ nên nó hiển thị rất nhiều đường sai ha. Rồi và nhập cho mình cái LI này. Enter này. Từ đây qua đây 235 ha. 235. Rồi mình sẽ di chuyển cái này ra chọn phía này. DR Enter.
Đây là 24. Số số. Đây là 2. Đây là 8 này. Đây là 1 này 2 này. Đấy. Ok ha. Tiếp theo đây là y này. Từ đây là từ đây là 65 này. Đây đó này là 65. Số 5 à, đây đây rồi. Tôi quên nhìn lộn rồi. Đây đây. 1, 2, 2, 3, 6, 8, 1, 2, hai tên hai tên về đây đây là rồi rồi này là 8 rồi. Xóa đường về. Rồi, đây. Đây, rồi đó lại này. Đây là 65 này. Rồi, rồi. Tiếp theo. Ở đây đo góc này là 60 độ này. DAN này. À, 60 độ ha. Đây là 35 này. DL này. Làm rồi. Rồi. Ba năm chữ này đúng không? Pi 35 bảy sáu ha. Nhắc tức vào đây này. Symbol P 6. Ok. Đây là Pi 45. Đây là y. Đây là y. Đây vào đây. Phi 45 còn trừ 0.1 ha. Đặt chọn phi trước này. Rồi. Làm sao để ghi cộng trừ 0.1. Đây. Nhập vào đây. Chọn PR này. Đó. Đây thì bạn chọn đây này. Rồi. Đây là 0.1 đâu. Cho này hai chữ số này 0.1 này. Đó, ok ha. Rồi. Ở đây do mình chọn cái kiểu số này nó hơi to ha. Rồi chọn vô thẻ dim style này, dim dimension style, giảm cái chiều cao của chữ này xuống ha. Chiều cao kích thước của này xuống. Đó, thì đó sẽ này nó sẽ nhỏ lại thôi nha. Đây bu màn đây là đi này. Đó, 43 còn trừ 0.05. Tiếp tục PR enter chọn vào đây.
cung ba cộng trừ 0,05 đúng không? 0,05 rồi, đây giờ bạn chọn ba chữ số này. À, ok. Rồi. Đây là P37K6 nè. Đây là enter này. À. Tiếp tục đắp vào đây. K6 ha. Đây. Đó. Thì 35P6 ha, tiếp tục làm như vậy. DRE. Thì 35P6 ha. P6. Ok. Thì 35K6 ha. K6. Ok. Đây là 45 không được không mấy con không. Đây là enter. Không thể con nào ha. Để chọn 3 chữ lên ha. Ok. Rồi. Tiếp theo ghi dung sai dưới này. 24 cộng được 0,1 các bạn làm ghi tương tự như vậy thôi. Đây chọn symmetric này 0,1 ok ha. Ở đây là do mình nói với nãy mình cho cái kiểu trời số test 2 chiều cao của trận của cái số này nó hơi cao và nó giảm nhỏ lại thì vào đây này, modify test này giảm này xuống để nó sẽ nhỏ lại thôi ha. Đây, cho 2 á nó sẽ nhỏ lại ha. Này. À. Số theo cộng trừ 0,1 vào đây PR nhấp vào đây chọn vào symmetrical nha 0,1 đây hiện từ hai số này phân này ok 28 còn được 0,1 làm tương tự nha. Đây. Đây nhập 0,1 ha. Đây hiển thị 2 ha. Ok. Đây cộng trừ 0,1 làm tương tự cho bạn ha. Đây cho bạn làm tương tự ha. Ok. Rồi. Tiếp theo là ghi sai dưới đây. Ghi sai thật mới này ha, được cung cấp. Của nhà này so với mặt A, B, A, B, C. Đó, mới có 1 ha. Nhập T, O, L. Cung cấp này. Không mấy không 1 này. Đây A, B này. Để xem ok ha. Đó. Rồi thì copy đi.
chỗ ngon mà copy nó ngon. Đấy, rồi nhấp vào đây này, sử dụng thằng này là đồng tâm. Sử dụng này thành này, thằng này. Ôi. Tiếp theo. Đánh một tên cho em. Lo enter. Rồi đánh cái này mình không. Đây. Để kéo ra để nó hiện một tên. Đó. Cái này bằng từ lo enter. Rồi. À, từ mặt này. Kéo này ra. Rồi. Đấy. À, ví dụ vậy ha. Và chỉnh lại cho nó đẹp vào được. Rồi. Theo gây cho yêu sai đồ nhám ha. Đây. Đây là thu giá trị cho 1,25 này là của RA này. Rồi thì nó đơn giản thôi, nó có nhiều cách lắm nhưng mà đây mình chỉ các bạn cách đơn giản nhất là đây một đây cứ đánh tải vậy cho mình à. Đó rồi cứ đánh MT enter số 1,25 vô thôi. Ok thôi rồi lock lại. À, rồi là rút lại đó. Rồi di chuyển thôi à, 1,25 em 1,25 1,25 à, rồi copy thôi đó. Tiếp tục copy rồi ok rồi. Rồi đây là RGS 20 á. Tiếp tục copy. Copy này ha. Đây, rồi sửa lại số này thôi. Đây là tiếp này. À, RGS này. Đây là 20 ha. Ok. Đây. Đánh như đây là mặt A, mặt B, mặt C nữa ha. T, O, L này. Điểm vào đây nè, A này. À. Rồi sau đó chỉ cần copy sang à. Đây, tiếp tục copy sang này cái nữa à. Rồi nhấp vào đây sửa thôi. B. Nhấp vào đây nè. À, C đó à, ok rồi dùng đánh mũi tên ha. Là enter muốn hiện mũi tên thì cái này phải ngay đi xa ra ha. Đây 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 đây. Cái khoảng cách nó nhỏ nên nó không hiện được mũi tên. Đấy, kéo ra xa nó sẽ hiện được mũi tên ha. Ở đây mình kéo ra đây đi. Kéo này, đó. Rồi mình kéo ra đây ha. Đó.
Thôi thì bằng kém cho đồ các là và cài này bên trên này. Này size 10 lớn quá này, cho 5 thôi. Ok. Kéo vào đây. Đó. Rồi vậy ha. Thì các bạn chỉ cần chỉnh lại cho nó đẹp là được. Đó. Rồi tôi. Rồi. Này cho 5 rồi. Đó, xuất hiện một trang thôi ha. Không gì cả. Kéo xuống đây nè. L E chắc đây nè. Cho 5 thôi. Ok ha. Thì bạn muốn chỉnh thẳng như này á thì đơn giản thôi, cứ chỉnh này qua đây thôi. Ở đây bạn chú ý này, mũi tên này là mũi tên khác nha, kiểu mũi tên này là không phải mũi tên dặn ha. Rồi làm sao để mũi tên dặn này ha, rồi chuyển qua đây này. Nhấp đúc vào mũi tên này. Ở rồi kéo xuống dưới chọn này nè, thì nó mới là mũi tên số của nó rồi. Này chỉnh lại thẳng nè, 8 ha. Rồi đúng ha. Rồi bắt qua đây đấy, cho thẳng ha. Rồi đó. Ok không, là hiểu cái này á, các bạn làm tương tự như cái này. Ok rồi, tiếp theo là đi dưới này ha. Đó, cái này này á, các bạn cũng làm tương tự ha, đánh mặt cắt như nè. Rồi đây, này là 32, còn trừ cũng lộ ha, đây là lợi nè. Rồi đây. Rồi, PR, nhấp vào đây. Còn trừ 0,1 đâu, 0,1 nè, nhấp vào đây. Ok. Đây là 8N9 rồi, đề là Y này. N9 nhấp đúng 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 đây. Sửa thôi thôi. N9 nè. Đấy. Đây tương tự như 8N9. Cái này cũng tương tự vậy luôn. Đó, mình làm mẫu một cái thôi. Mấy cái loại mà tương tự, thật ra nãy giờ mình cái này mình làm mẫu rất nhiều lần rồi chứ. Đấy. Đúng, giống như 24 01 đây này. Rất là nhiều lần rồi ha. Thì các bạn làm tương tự như vậy ha. Đó. Này thì là ghi chữ đó thôi ha, dùng MT này. Rồi đây mình dùng MT. Mình đánh này, chọn vùng để ghi chữ này. Này là yêu cầu kỹ thuật ha, rồi ghi là yêu cầu kỹ thuật này. Rồi chọn phông chữ nè, thumbnail New Roman không, trở lại ha. Đây hình như mình này chuẩn bị chữ gạch chân đúng không, gạch chân này rồi hai chấm xuống dòng độ côn độ van của các ô độ không vượt qua 0,01 mm không, gạch tay ghi ra bình thường thôi, độ côn này. Độ ô van nè, độ ô van nè, ô van của các ô tô không vượt vượt qua 0,01 mm ha. Đó, ok. Đó, được như vậy. Cái này là không
không gạch chân cái này thôi này ha, bôi lại gạch bỏ chân đi ha. Ok đấy là xong rồi, chúc bạn thực hiện thành công ha.